Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào các bạn, khán giả thân yêu của kênh. Các bạn thân mến, có thể là các bạn chưa biết, theo như bảng xếp hạng Global Firepower GFP công bố vào năm 2023 thì Việt Nam chúng ta đang có mặt trong 25 quốc gia có nền quân đội mạnh nhất thế giới. Bên cạnh đó, căn cứ theo bảng xếp hạng sức mạnh hải quân, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 38, những con số rất đáng tự hào phải không hát? Như chúng mình cũng đã từng chia sẻ, hải quân là một trong những binh chủng được Bộ Quốc phòng đầu tư, ưu tiên để tiến thẳng lên hiện đại. Hà Nội hiện đang nắm trong tay lực lượng hải quân được đánh giá là hiện đại bậc nhất khu vực Đông Nam Á, với 65 tàu chiến, 6 tàu ngầm, 9 tàu khu trục và 26 tàu tuần tra. Một trong những yếu tố góp phần tạo nên sức mạnh đó, phải kể đến 6 tàu ngầm tấn công diesel điện đề án 636.1 do Nga chế tạo tàu ngầm Kilo. Tuy nhiên, mới đây thì có một thông tin cho rằng, Việt Nam sẽ bỏ tàu chiến Gepard 3.9 và bổ sung thêm hộ vệ tên lửa 2.000 tấn lớp Taiseguchi cũng do Nga sản xuất. Thông tin này liệu có chính xác không? Và tàu hộ vệ tên lửa 2.000 tấn lớp Taiseguchi uy lực đến như thế nào để có thể thế chân được Gepard 3.9? Chúng ta sẽ cùng giải đáp những thắc mắc đó trong video ngày hôm nay nhé các bạn thân mến. Vào đầu năm 2020, đại diện nhà máy đóng tàu Zelenodon Ska, nơi nghiên cứu và sản xuất những chiếc Gepard 3.9 cho lực lượng Hải quân Việt Nam đã đưa ra thông báo, việc đàm phán nhằm đóng mới cặp chiến hạm thứ 3 đã chính thức chấm dứt sau thời gian dài hơn 2 năm kể từ khi Việt Nam nhận cặp tàu thứ 2. Đây được cho là một dấu hiệu rõ ràng để có thể khẳng định Việt Nam sẽ ngừng đặt hàng thêm Gepard 3.9. Truyền thông Nga cho rằng dường như Việt Nam đang muốn tìm kiếm một mẫu chiến hạm tân tiến hơn, thay vì chiếc Gepard với thiết kế có từ thập niên 1980 đã tỏ ra khá lạc hậu. Bên cạnh đó, lớp tàu này cũng đã được khai thác nhiều khi sản xuất đến 6 chiếc, trong đó có 4 chiếc của Hải quân Việt Nam và 2 chiếc thuộc Hải đội Capia. Trước đó, tại cuộc triển lãm quốc phòng, Nga đã cho ra mắt phiên bản nâng cấp sâu hơn, cũng như là thế hệ thứ 2 tàu hộ vệ tên lửa đa năng dự án 11.664. Tuy nhiên, trên thực tế thì thiết kế này không có gì mang tính đột phá về mặt công nghệ, chỉ gia tăng về mặt kích thước, lượng giãn nước lớn hơn, số tên lửa mang theo nhiều hơn và có hàng ga kín để chứa máy bay trực thăng. Bên cạnh đó, có một trở ngại lớn khác không thể không kể đến, đó là việc Ukraine đã dừng cung cấp động cơ tua bin khí kể từ sau khi Nga sáp nhập bán đảo Rum. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến ngành đóng tàu, vốn đã rất nổi tiếng của quốc gia này. Cần phải nhấn mạnh là ngành công nghiệp thế mạnh đã thực sự lao đao. Minh chứng rõ nhất có thể thấy là thời gian bàn giao cặp tàu Gepard thứ 2 của Việt Nam cũng bị muộn hơn dự kiến gần 2 năm. Cuối cùng, yếu tố chính quyết định phần lớn đến lựa chọn của Việt Nam ta liên quan đến vấn đề tác chiến. Hiện nay, điểm yếu lớn nhất của Hải quân Việt Nam được xác định là phòng không hạm, do các tàu mặt nước chỉ có khả năng phòng không điểm ở trong phạm vi trên dưới 10 km, không đủ năng lực để đối phó với các máy bay mang theo tên lửa chống hạm tầm xa của một số quốc gia trong khu vực. Hơn nữa, trong thời điểm hiện tại, một số quốc gia vẫn đang tích cực thay đổi hiện trạng trên Biển Đông, xây dựng thêm các căn cứ hải quân và không quân trên biển với mục đích là triển khai hệ thống phòng không, máy bay chiến đấu, tên lửa đối đất trên đó, mưu đồ khống chế toàn bộ Biển Đông. Nếu không may có chiến sự, yếu tố tiên quyết là phải nhanh chóng phá hủy toàn bộ các căn cứ tiền duyên này. Thế nhưng Việt Nam ta lại khó có thể thực hiện được điều này bởi sự hạn chế về tên lửa tấn công đất đối đất. Vậy nên, việc sở hữu lớp tàu chiến có khả năng tấn công mặt đất từ trên biển cùng với hệ thống phòng thủ tên lửa riêng, hoạt động ở tầm trung từ 150 đến 180 km là điều hết sức cấp thiết. Chúng mình cho rằng đây là yếu tố then chốt khiến cho Việt Nam không đặt mua thêm các chiến hạm lớp Gepard 3.9, cân nhắc lựa chọn những chiến hạm phù hợp hơn với tính năng tác chiến cao hơn. Các bạn nghĩ như thế nào về điều này? Không tiếp tục lựa chọn Gepard 3.9 có phải là một phương án tối ưu? Comment chia sẻ ý kiến của mình ngay dưới video này nhé. Nếu chưa thực sự chắc chắn về quan điểm của mình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu trong nội dung tiếp theo của video ngày hôm nay nha. Trước những thông tin đó, nhiều nguồn thông tin cho rằng tàu hộ vệ tên lửa lớp Taiseguchi dự án 20.380 là một ứng cử viên sáng giá. Vì sao lại như vậy? Chúng ta sẽ cùng so sánh với Gepard 3.9 để có cái nhìn khách quan nhất về khả năng của hai lớp tàu này. Taiseguchi dự án 20.380 chính là thế hệ tiếp theo của tàu hộ vệ tên lửa lớp Zhiha do nhà máy Severnaya và Komsomolship Pizat đóng cho Hải quân Nga. Nó được đánh giá là khinh hạm tàng hình đa năng, rất tiên tiến. Tàu được thiết kế nhằm phục vụ cho các hoạt động tại vùng duyên hải gần bờ, thực hiện tốt nhiệm vụ từ chống ngầm, chống hạm, phòng không, cho đến việc yểm trợ hoạt động đổ bộ. Chiếc tàu đầu tiên của lớp này được khởi đóng vào năm 2001 và thời điểm chính thức vào biên chế Hải quân Nga là năm 2007. Một thông tin cũng khá là thú vị khi mà đây chính là chiếc tàu từng được Nga chào hàng cho Việt Nam.
trước khi chúng ta chính thức ký vào bản hợp đồng đặt mua tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9. Lớp tàu hộ vệ này có lượng choán nước toàn tài là 2.200 tấn, chiều dài 104,5 m và chiều rộng là 11,6 m. Với lượng giãn nước và kích thước khá tương đồng như vậy, thế nhưng so với Gepard 3.9 thì Taiseguchi lại có phần nổi bật hơn, bởi lẽ đây là một thiết kế hoàn toàn mới, không phải bản sửa đổi từ một mẫu tàu cũ, nên Taiseguchi được đánh giá là có khả năng tàng hình cao hơn hẳn, đồng thời về mặt hỏa lực cũng được cho là mạnh hơn, với khả năng tiêu diệt mọi mục tiêu trên không, trên biển và dưới mặt nước. Tàu lớp Taiseguchi được trang bị loại pháo hạng A190E cỡ 100mm, tốc độ bắn 800 phát trên 1 phút, cùng tầm bắn xa 20km, được đánh giá là xa và uy lực hơn so với A176M cỡ 76,2mm trên Gepard 3.9. Tổ hợp pháo tên lửa tầm thấp Capson từng được sử dụng cách thức dẫn bắn bằng radar, nên vẫn có thể hoạt động tốt trong điều kiện sương mù, hiệu quả hơn so với Palmer dẫn bắn bằng cách bắn chùm laser. Với giáo đạn tên lửa chống tàu siêu thanh 3-54 Luz, tàu có thể thực hiện tốt trong các chiến chống tàu mặt nước. Hai cụm ống phóng ngư lôi cỡ 330mm, 4 ống trên một cụm cho tác chiến chống ngầm. Thêm vào đó, tàu còn được bổ sung hangar, phục vụ việc mang theo trực thăng săn ngầm trong những chuyến đi biển dài ngày. Kết hợp cùng với hệ thống sonar em cũng hỗ trợ đáng kể cho khả năng tác chiến toàn diện hơn. Trong khi đó, phải đến cặp tàu thứ hai của Gepard 3.9 mới có khả năng săn ngầm. Tuy nhiên, cặp này vẫn chưa có hangar cho máy bay trực thăng. Thế nhưng, tại sao khi ấy Việt Nam lại không lựa chọn con tàu này? Nguyên nhân chính khiến cho Việt Nam quyết định lựa chọn lớp tàu chiến cũ hơn là Gepard 3.9 thay vì Taiseguchi bởi lẽ, dự án 20.380 chưa từng được kiểm nghiệm về khả năng cũng như năng lực hoạt động thực tế. Năm 2006, tức là thời điểm mà chúng ta ký hợp đồng, Taiseguchi vẫn đang trong giai đoạn chế tạo, chưa có đủ yếu tố, cũng như điều kiện để có thể đánh giá toàn diện mọi tính năng của lớp chiến hạm này. Và một điều cũng không kém phần quan trọng, đó là về mặt giá cả. Đơn giá của chiếc tàu này nhỉnh hơn so với Gepard 3.9 khoảng 25. Trong quá trình khai thác thực tế, một số vấn đề cũng đã phát sinh ngoài dự kiến. Cụ thể, radar trinh sát đường không Focus 2 dường như gặp trục trặc, không thể dẫn bắn cho tên lửa phòng không tầm xa. Sau đó thì lỗi này cũng đã được khắc phục. Nga cho ra đời thế hệ sau dự án 20.381. Ưu điểm nổi bật của lớp Taiseguchi trong dự án 20.381 so với lớp Gepard 3.9 ở hệ thống phòng không Polyman Zeja, tên gọi được đặt theo radar Poland và tên lửa Zeja. Các tên lửa sẽ được phân bố trong hai cụm 8 ống phóng thẳng đứng ở đuôi tàu, với mỗi ống phóng có khả năng bố trí được một tên lửa tầm ngắn 9M100, 10-15 km, hoặc tầm trung M96E40-50 km, thậm chí là cả tầm xa 9M96E2 từ 120-150 km. Sự đa dạng ấy cung cấp cho Việt Nam khả năng phòng không hạm đội đa tầng trong một khu vực biển rộng lớn như Biển Đông. Những sự bổ sung và thay đổi tích cực này đáp ứng được yêu cầu mà Việt Nam ta đang đề ra, bổ khuyết được những điểm yếu cố hữu của Hải quân Nhân dân Việt Nam mà chúng mình có nhắc tới bên trên, đó là sự hạn chế về phòng không hạm. Gepard 3.9 được đánh giá là lớp tàu đáng tin cậy, hoàn toàn phù hợp với phương thức tác chiến của Việt Nam. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là hệ thống phòng không chỉ có thể tự vệ một cách hạn chế, thậm chí cần thêm sự yểm trợ từ các tên lửa bờ và máy bay. Cụ thể, phiên bản mới nhất mà Nga giới thiệu Gepard đề án 11.661, tàu được trang bị thêm hai giàn phóng thẳng đứng đa năng UKSK mang tên lửa hành trình với tổng cộng là 16 quả. Tên lửa này là một vũ khí tấn công mạnh, cho phép tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách từ 500 đến 4.500 km, có tên lửa tấn công mạnh. Thế nhưng hệ thống phòng thủ tên lửa có tầm bắn không xa, chỉ đảm bảo mục đích tự vệ, thì đây không thực sự là một lựa chọn hoàn hảo. Vũ khí tấn công yêu cầu được bảo vệ vững chắc hơn. Một trong những phương pháp được đưa ra để bảo vệ hiệu quả hơn, đó là hệ thống phòng thủ bờ biển. Thế nhưng, câu hỏi được đặt ra, các hệ thống phòng thủ bờ biển của Việt Nam liệu có thể bảo vệ vững chắc đội tàu chiến trong trường hợp khẩn cấp xảy ra cuộc xung đột trên Biển Đông? Câu trả lời như chúng mình đã phân tích bên trên, đó là không. Đây chính là một điểm yếu của chúng ta. Vì thế, tên lửa tấn công và hệ thống phòng không mạnh mẽ, đủ sức đánh chặn mục tiêu ở cự ly từ gần đến xa. Taiseguchi có đủ khả năng phòng thủ để bảo vệ nhóm tàu chiến. Vậy nên, cái tên Taiseguchi được nhắc đến như một ứng viên sáng giá cho thế hệ tàu hộ vệ tên lửa tiếp theo, thay thế vai trò của những chiếc Gepard 3.9 đang có trong biên chế. Với những dẫn chứng cụ thể chúng mình đưa ra, không có gì là quá ngạc nhiên nếu trong tương lai, Việt Nam tiến hành đàm phán với Nga về việc đóng mới tàu hộ vệ tên lửa cỡ 2.000 tấn rất tân tiến và đầy uy lực này. Quan trọng nhất là chúng bổ sung được những cái thiếu và điểm yếu mang tính cố hữu của Hải quân Việt Nam hiện nay. Vừa rồi là thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Lũ quét đổ bộ Tây Bắc Trung Quốc làm ít nhất 15 người không qua khỏi và 20 người mất tích.
Trận lũ quét ở huyện Đại Đồng, thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc xảy ra vào sáng sớm ngày thứ Ba. Văn phòng khẩn cấp của tỉnh cho biết đã ban hành báo động cấp độ 2 về thảm họa, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ 4 cấp, với cấp độ 1 là cấp độ nghiêm trọng nhất. Hơn 5.100 người từ 5 ngôi làng ở 2 thị trấn đã bị ảnh hưởng. Theo thông báo của chính quyền địa phương trên Weibo, South China Morning Post cho hay, chính quyền địa phương đã thành lập một sở chỉ huy tiền phương và huy động hơn 1.000 cảnh sát, nhân viên an ninh công cộng, nhân viên ứng cứu khẩn cấp, nhân viên y tế và cán bộ nông thôn cùng hơn 100 phương tiện để cứu hộ khẩn cấp. Cho đến nay, 17 người đã được cứu và các hoạt động cứu hộ đang tiếp tục. Đài truyền hình CCTV đưa tin một tuyên bố của Văn phòng Cứu trợ thảm họa Tây Ninh cho hay, khu vực này đã bị ảnh hưởng bởi trận mưa xối xả bắt đầu từ ngày thứ Hai vừa qua. Theo dự báo thời tiết của Cục Khí tượng Quốc gia, trong một giờ vào khoảng nửa đêm ngày thứ Hai, lượng mưa trút xuống là 62,4mm. Một sinh viên đại học sống cách vùng lũ 27 km nói rằng thời tiết khắc nghiệt thật đáng sợ, mưa lớn kèm sấm chớp ập đến lúc nửa đêm, nước tràn vào nhà qua các khe cửa sổ đóng kín. Một người dùng Weibo họ Fan sống gần núi hơn kể về trải nghiệm của mình. Sau khi nhà bị ngập vào nửa đêm, Fan và gia đình đã chạy lên đồi. Đến 1 giờ sáng thì nhìn thấy nước lũ tràn xuống đồi. Huyện Đại Đồng nằm trong thung lũng sông ở rìa phía tây của cao nguyên Hoàng Thổ. Dưới lượng mưa cực lớn như vậy, lớp đất mặt có thể dễ dàng bong ra và gây lũ quét. Blogger thời tiết và địa lý nổi tiếng có hơn 550.000 người theo dõi trên Weibo cho biết, tuần trước tỉnh Thanh Hải ghi nhận lượng mưa nhiều nhất kể từ đầu mùa lũ năm nay và kỷ lục lượng mưa đã bị phá vỡ ở nhiều nơi trong tỉnh. Hôm Chủ nhật, cơ quan khí tượng địa phương đã đưa ra cảnh báo về lượng mưa lớn, dự kiến sẽ làm trầm trọng thêm cơn đại hồng thủy từ những ngày trước đó. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, lượng mưa cực lớn liên tục ở Thanh Hải là do đối áp cao cận nhiệt đới mạnh gần đây gây ra. Những đợt nắng nóng trên diện rộng và hạn hán đã ập đến miền Nam Trung Quốc trong những tuần gần đây, gây ra tình trạng thiếu điện và gián đoạn sản xuất. Thưa quý vị, tờ South China Morning Post đưa tin ít nhất 6 người thiệt mạng và 115.000 người sơ tán sau nhiều ngày mưa to dẫn đến lũ lụt và lở đất ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Tân Hoa Xã ngày 19 tháng 8 dẫn lời giới chức Sơn Tây cho hay, đợt mưa lũ mới đây đã gây ảnh hưởng cho 1,5 triệu người từ 65 quận huyện và thành phố trong tỉnh. Khoảng 170.000 hecta hoa màu bị thiệt hại và hơn 15.000 ngôi nhà bị sập. Kể từ đầu tháng này, lượng mưa ở Sơn Tây nhiều hơn lượng mưa bình thường tới 5 lần, dẫn tới nhiều con đập, tuyến đường sắt và địa điểm lịch sử trong tỉnh bị phá hủy. Giới chức tỉnh Sơn Tây đã dành 40 triệu nhân dân tệ, hơn 140,8 tỷ đồng để hỗ trợ công tác kiểm soát lũ và cứu trợ. Tại Sơn Tây, các đoạn hà liêu của sông Phần đã trải qua đỉnh lũ lớn nhất trong 40 năm do mưa lớn liên tục. Vỡ đê sông Phần, đoạn gần sông Kiểu Đông, huyện Tân Cương xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều ngày thứ Hai. Chiều dài đoạn vỡ lên đến 23 mét. 15 máy múc quy mô lớn và hơn 300 người nỗ lực vá đê bằng đá và gạch. Tuy nhiên, đến 9 giờ sáng ngày 18 tháng 8, lỗ thủng vẫn chưa được vá. Hơn 1.650 cư dân gần đó đã được sơ tán an toàn. Mưa lũ cũng đã gây ảnh hưởng ở tỉnh láng giềng Thiểm Tây, buộc hơn 16.000 người phải bỏ nhà đi khi một con đập trong tỉnh bị vỡ. Hôm Chủ nhật, tỉnh Sơn Tây đã ban hành biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 để kiểm soát lũ lụt sau khi có thương vong trong vụ sập nhà và sạt lở đất do mưa lớn gây ra. Hơn 17.000 người dân ở Sơn Tây đã được rời đi sau khi mưa lớn đổ bộ vào tỉnh trong những ngày qua. Mưa lớn ở Sơn Tây kéo dài từ ngày thứ Tư tuần trước đến thứ Ba tuần này và dự báo sẽ còn tiếp diễn trong ngày thứ Tư với lượng mưa ở nhiều nơi trong tỉnh vượt trên 150mm, thậm chí 250mm, mức cao lịch sử. Mưa làm ngập lụt nhà cửa, phá hủy các trụ đỡ bên dưới một tuyến đường sắt băng qua sông Trường Viên. Một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đường sắt treo lơ lửng trên không mà không có trụ cầu. Cục Khí tượng Sơn Đông cho biết, tại các khu vực thuộc tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc dự báo sẽ có những trận mưa như chút vào ngày thứ Ba đến ngày thứ Tư. Chính quyền tỉnh Sơn Đông đã ban hành hướng dẫn kiểm soát lũ lụt và kêu gọi nâng cấp toàn bộ các dự án thủy lợi để tăng cường khả năng kiểm soát lũ lụt. Đặc biệt, tỉnh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, phòng thủ các bộ phận trọng yếu để đảm bảo an toàn vận hành trong trường hợp khẩn cấp, bao gồm cả giám sát 24/24 giờ. Các khu vực khác cũng phải đối mặt với áp lực lớn do lũ lụt gây ra tại tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc. Vào lúc 11 giờ sáng ngày thứ Hai, đập Tam Môn Hiệp trên sông Hoàng Hà đã trải qua trận lũ lớn nhất kể từ năm 1979, với lưu lượng nước chảy vào lên tới 8.000 m3 trên giây và lượng nước chảy ra lên đến 7.700 m3 trên giây. Theo tờ Hà Nam Nhật Báo, từ ngày thứ Tư tuần trước, hồ chứa đập thủy điện Tiểu Lãng Để trên sông Hoàng Hà chạm mức nước cao lịch sử 265,2 m.
và bắt đầu xả lũ với tốc độ 3.900 m khối trên giây. Để đảm bảo kiểm soát lũ lụt, vào hôm thứ Năm, dòng giữa của sông Hoàng Hà đã chảy qua đỉnh lũ số 3 trong năm nay với lưu lượng nước tối đa đạt 7.100 m khối trên giây. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, Bộ Thủy lợi nước đã cử 5 đội công tác đến tuyến đầu các khu vực bị ảnh hưởng ở các tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc, Sơn Tây, Bắc Trung Quốc, Hà Nam, Trung Trung Quốc và Sơn Đông, Đông Trung Quốc để giám sát các hoạt động kiểm soát lũ lụt. Trung Quốc đã phải hứng chịu những thảm họa thiên nhiên phức tạp và nghiêm trọng, thường xuyên xảy ra các hiện tượng thời tiết và khí hậu cực đoan trong hai quý đầu năm nay với lũ lụt, mưa gió, hạn hán, bão và động đất và thảm họa địa chất là những thảm họa lớn. Theo Hoàn Cầu Thời báo, tổng cộng có 70,52 triệu người bị ảnh hưởng, trong đó có 672 người chết hoặc mất tích ở Trung Quốc. Trong 7 tháng đầu năm, 30 trận mưa lớn đã xảy ra trên khắp Trung Quốc với lượng mưa trên toàn quốc là 495mm, nhiều hơn 3% so với lượng mưa trung bình hàng năm. Trong cùng thời kỳ, bão đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở các tỉnh Hà Nam, Hồ Bắc ở miền Trung và tỉnh Thiểm Tây ở phía Tây Bắc Trung Quốc vào tháng 6 và tháng 7. Mặc dù đã có 5 cơn bão thịnh hành ở Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông trong 7 tháng đầu năm, ít hơn trung bình hàng năm rất nhiều, song hiện tại đã có một trận bão đổ bộ vào Trung Quốc. Bên cạnh đó, động đất hoạt động mạnh ở Trung Quốc thời gian qua và hầu hết các trận động đất đều xảy ra ở địa phương phía Tây như Tân Cương, Tây Tạng, Thanh Hải, Vân Nam và Tứ Xuyên. Gần 7 tháng đầu năm, nơi này đã xảy ra 10 trận động đất từ 5 độ Richter trở lên, khiến 400 người tại 12 tỉnh thành bị ảnh hưởng, trong đó có 6 người chết, 45.000 ngôi nhà bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng. Các thảm họa thiên nhiên đã ảnh hưởng đến 79 triệu người, khiến hơn 500 người chết hoặc mất tích, 4 triệu người đã phải di rời. Bên cạnh đó, 125.000 ngôi nhà bị sập và 1,5 triệu ngôi nhà bị hư hại, khoảng 7.983 hecta hoa màu bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp từ thảm họa này là 244,4 tỷ nhân dân tệ, tương đương 30,37 tỷ đô la Mỹ so với số liệu bình quân cùng kỳ 5 năm qua. Số người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, số người chết và mất tích, số nhà sập và thiệt hại trực tiếp về kinh tế giảm dần. Trung Quốc tiếp tục phải ngừng khai thác than tại các mỏ và các nhà máy hóa chất ở tỉnh sản xuất than hàng đầu của nước này. Sau một tuần mưa lớn tàn phá khu vực này, tỉnh Sơn Tây đã đình chỉ sản xuất than tại 45 mỏ than, 273 mỏ khai thác khoáng sản khác và 11 nhà máy hóa chất. Chính quyền tỉnh cho biết trong một tuyên bố trên tài khoản WeChat hôm thứ Tư, mưa lớn từ đầu tuần đã dẫn đến sập và lở đất ở nhiều khu vực trong tỉnh, khiến nhiều người thiệt mạng. Thông báo của chính quyền địa phương cho biết thảm họa này đã khiến công việc tại hơn 1.000 công trường bị tạm dừng và 166 danh lam thắng cảnh trong khu vực bị đóng cửa. Trước đó, vào hôm thứ Sáu, tỉnh này đã thông báo dừng sản xuất tại 23 mỏ than. Việc ngừng hoạt động sản xuất than ở Sơn Tây tạo thêm áp lực mới cho quốc gia, vốn đang vật lộn với tình trạng thiếu năng lượng, dẫn đến mất điện tại nhiều nhà máy và hộ gia đình Trung Quốc. Tuần trước, chính phủ Trung Quốc yêu cầu các mỏ khai thác tăng sản lượng, cho phép họ tiếp tục khai thác ngay cả khi đạt hạn ngạch hàng năm. Sơn Tây là tỉnh sản xuất than lớn, rất quan trọng đối với nguồn cung cấp than của Trung Quốc, do vậy lũ lụt có thể ảnh hưởng ngắn hạn đến nguồn cung cấp điện và than của Trung Quốc. Nhà máy thủy điện Bạch Hạc Than dự kiến sau khi hoàn thành sẽ trở thành nhà máy thủy điện lớn thứ hai thế giới về tổng công suất lắp đặt, chỉ đứng sau dự án đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Kể từ khi bắt đầu xây dựng đập Bạch Hạc Than vào năm 2017, dự án đã phải vượt qua những thử thách kỹ thuật cực kỳ khó khăn, phá vỡ một số kỷ lục thế giới, bao gồm hang ngầm lớn nhất, thông số chống địa chấn lớn nhất của đập cao 300m và đập tràn lớn nhất. Nhà máy thủy điện nằm ở biên giới của tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam có tổng công suất lắp đặt 16 triệu kW cho 16 tổ máy phát điện, tạo ra công suất mỗi tổ máy là 1 triệu kW. Đây cũng là công suất lớn nhất thế giới đối với một tổ máy. Mỗi tổ máy phát điện cao hơn 50 mét, trọng lượng hơn 8.000 tấn, tương đương với trọng lượng của một tàu khu trục và hiệu suất lên đến 99%. Để chứa 16 tổ máy phát điện khổng lồ, hai siêu trạm điện dài 438 mét và cao 88,7 mét đã được xây dựng dưới những ngọn núi ở cả hai bên của con đập, biến chúng trở thành nhà máy điện ngầm lớn nhất trên thế giới. Tổng chiều dài của các đường hầm để phát điện và kiểm soát lũ lụt là khoảng 217 km, tương đương khoảng cách từ Thượng Hải đến Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Để xây căn hầm dưới lòng đất, người ta đã đào tới 25 triệu mét khối, đủ để xây 10 kim tự tháp Ai Cập. Việc xây một con đập trong thung lũng hẹp chữ V của sông Kim Sa có giới hạn về không gian và phải đối mặt với các điều kiện địa chất cực kỳ phức tạp. Tuy nhiên, quá trình xây dựng thành phố ngầm này chỉ mất khoảng 4 năm để hoàn thành. Việc xây dựng đập Bạch Hạc Than cũng đòi hỏi sự đổi mới đáng kể trang thiết bị kỹ thuật thủy điện và kỹ thuật xây dựng của Trung Quốc.
trong các khoang ngầm ở tảng ngạn của đập Bạch Hạc Than có 3 đường hầm đập tràn được mô tả là những tuyệt tác kỹ thuật và nghệ thuật. Mỗi hầm vượt lũ dài hơn 2.000m, diện tích tràn hơn 200.000m2. Chúng có thể chịu được lượng nước lớn hơn 12.000m3/giây và tốc độ dòng chảy cao 47m/giây, có thể lấp đầy toàn bộ Hồ Tây. Diện tích 650 ha, sâu trung bình 3m chỉ trong 18 phút. Diện tích kiểm soát lũ lụt của đập là 7,5 tỷ m3. Sau khi hoàn thành đập Bạch Hà Than, tiêu chuẩn kiểm soát lũ lụt của các thành phố dọc theo sông Dương Tử sẽ được cải thiện hơn nữa. Để giảm lũ hiệu quả ở trung và hạ lưu sông Dương Tử trong hoạt động chung của đập Tam Hiệp. Ngoài ra, đập thủy điện lớn thứ hai thế giới còn được gắn hàng nghìn cảm biến, có thể đo nhiệt độ, biến dạng, ứng suất và các thông tin quan trọng khác. Thông tin này được thu thập và truyền theo thời gian thực tới nền tảng quản lý xây dựng thông minh của trạm thủy điện cho đến điều khiển chính xác theo thời gian. Tình hình mưa lũ tại Trung Quốc vẫn diễn ra theo chiều hướng rất tiêu cực, đã có thêm hàng loạt địa phương hứng chịu các trận lũ lụt lịch sử. Cùng với đó là thiệt hại lớn chưa từng thấy về người và của. Trong bối cảnh nguy hiểm như hiện tại, đập Tam Hiệp đã buộc phải xả lũ liên tục. Tân Hoa Xã cho hay, trận lụt đầu tiên trong năm ở sông Dương Tử đã xảy ra ở thượng nguồn, khi hồ chứa đập Tam Hiệp chứng kiến dòng chảy hơn 50.000 mét khối mỗi giây vào lúc 2 giờ chiều từ ngày thứ Năm. Sau đó, mức ghi nhận được là hơn 60.000 mét khối trên giây. Đến chiều ngày Chủ nhật, các nhà chức trách của Trung Quốc tăng cường tuần tra đê và cống xung quanh sông Dương Tử, sông Hoài và Hồ Thái Hồ. Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống lụt bão, Văn phòng Cơ quan chống lụt bão và hạn hán Trung Quốc kêu gọi nỗ lực lập kế hoạch tuần tra chi tiết và thực hiện các cuộc tuần tra 24 giờ trên các đê và công trình quanh sông và hồ. Bộ Quản lý Khẩn cấp cho biết sẽ tiếp tục điều động lực lượng cứu hộ và phân bổ nguồn cung cấp cho các vùng bị lũ lụt để cứu trợ thiên tai. Trước đó, Bộ Khẩn cấp và Bộ Tài chính của Trung Quốc đã dành khoảng 23 triệu nhân dân tệ, tức khoảng 2,84 triệu đô la Mỹ cho các nỗ lực cứu hộ khẩn cấp ở Hồ Bắc, tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt. Trong khi đó, các trận mưa lớn ở Trùng Khánh đã khiến 4 người chết và ảnh hưởng đến hơn 140.000 người ở khu vực nằm theo thượng nguồn sông Dương Tử. Cơ quan kiểm soát lũ địa phương cho hay khoảng 3.320 người đã được sơ tán, khoảng 515 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 178,7 triệu nhân dân tệ, tức khoảng 25 triệu đô la Mỹ. Trận lụt đầu tiên ở sông Dương Tử đã đi qua Trùng Khánh vào ngày thứ Bảy. Nước tại trạm thủy văn Kunstan đã cao hơn 1,26 mét so với mức cảnh báo, nhưng hiện tại đang từ từ rút xuống. Chính quyền thành phố đã áp đặt các biện pháp kiểm soát giao thông tạm thời ở các khu vực thượng nguồn sông Dương Tử để đảm bảo an toàn giao thông trên sông. Hãng Bloomberg đưa tin Trung Quốc cảnh báo rằng tình trạng lũ lụt tồi tệ nhất vẫn chưa đến. Trong bối cảnh một đợt lũ thứ hai vừa hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử, cơ quan chức năng quyết định cho đập Tam Hiệp dành sẵn khả năng trữ nước để chuẩn bị đón thêm lũ, đồng thời dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn ở các khu vực phía Nam trong 3 ngày. Miền Nam Trung Quốc đang hứng chịu đợt lũ nghiêm trọng sau khi mực nước tại nhiều sông, bờ hồ đạt mức cao kỷ lục. Hơn 1,5 triệu người đã phải di rời trong tháng qua tại các khu vực ven sông Dương Tử, con sông dài nhất châu Á, với khoảng 99 người chết hoặc mất tích do lũ lụt, lở đất kể từ tháng 6 vừa qua. Ước tính đợt mưa lũ này đã gây thiệt hại lên đến 92 tỷ nhân dân tệ với hơn 1,9 triệu hectare mùa màng bị ảnh hưởng. Dự kiến hồ chứa đập Tam Hiệp sẽ hứng thêm lưu lượng nước khoảng 60.000 mét khối trên giây. Mực nước hồ đã đạt 155,64 mét vào ngày thứ Hai vừa qua, giảm so với 159,18 mét vào tuần trước. Trong khi đó, mực nước tối đa của hồ là 175 mét. Tờ China Daily dẫn lời tập đoàn Tam Hiệp, đơn vị vận hành đập Tam Hiệp khẳng định con đập lớn nhất của Trung Quốc hiện tại vẫn an toàn. Giám sát an toàn là một phần của dự án. Các thiết bị giám sát đã được lắp đặt trong đập vào đầu những năm 1994 để đo lường tình trạng hoạt động của đập một cách kịp thời và chính xác. Khoảng 12.000 thiết bị đã được lắp đặt vào cuối tháng 6, bao gồm ở các tòa nhà, nền móng và sườn dốc để theo dõi sự biến dạng rò rỉ, áp lực rò rỉ, động đất mạnh và các tình huống khác. Công tác kiểm tra thủ công cũng đã được thực hiện để đảm bảo an toàn. Trả lời nghi vấn về việc xả nước liên tục từ hồ chứa đập Tam Hiệp năm nay đã làm trầm trọng thêm lũ lụt ở giữa và hạ lưu sông Dương Tử. Đại diện tập đoàn cho biết xả lũ không có nghĩa là hồ chứa không đóng vai trò kiểm soát lũ. Vào ngày thứ Bảy vừa qua, dòng chảy của hồ chứa đập Tam Hiệp đạt khoảng 53.000 mét khối mỗi giây theo lệnh chỉ đạo từ Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi của Trung Quốc. Khối lượng nước phải xả được kiểm soát ở mức 35.000 mét khối mỗi giây. Vào thời điểm đó, 34 tổ máy của nhà máy thủy điện Tam Hiệp đã hoạt động hết công suất. Với lưu lượng khoảng 31.000 mét khối mỗi giây, dòng chảy còn lại khoảng 4.000 mét khối mỗi giây được xả qua đập tràn. Mặc dù việc xả lũ đang được tiến hành,
nhưng tổng lưu lượng 35.000 mét khối mỗi giây vẫn nhỏ hơn dòng chảy khoảng 60.000 mét khối mỗi giây. Có nghĩa là dự án vẫn đóng vai trò kiểm soát lũ. Việc trữ nước lũ của hồ chứa đã giảm áp lực kiểm soát lũ của hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc tại tỉnh Giang Tây. Thưa quý vị, những cơn mưa lớn chưa từng có trong lịch sử đã nhấn chìm hàng loạt địa danh tham quan nổi tiếng của Trung Quốc. Rất nhiều thị trấn hàng ngàn năm tuổi đã chìm trong nước biển, kéo theo sự xót xa của người dân địa phương và những người chứng kiến. Sau nhiều ngày mưa lớn dồn dập, Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi của Trung Quốc đã thông báo đỉnh lũ thứ hai đang tác động tới thượng nguồn sông Dương Tử. Lũ lớn cũng dồn về sông Gia Lăng, phụ lưu của sông Dương Tử, gây ngập lụt ở cổ trấn Từ Khí Khẩu và ngập sâu ở các khu vực thấp thuộc khu đô thị Trung Khánh. Trong đó có khu vực ngã ba sông Triều Thiên Môn, nơi dòng sông Gia Lăng hòa với dòng chảy của sông Dương Tử. Thời báo Kinh tế của Hồng Kông thông tin, từ 6 giờ sáng ngày Chủ nhật, mực nước tại trạm thủy văn Kutan ở Trung Khánh đã tăng lên 177,5m, lần đầu tiên vượt mức báo động trong mùa lũ năm nay. Điều này cũng có nghĩa là trận lụt lớn trong năm nay cho tới thời điểm hiện tại đã xảy ra tại Trung Khánh. Nước lũ ngập tại nhiều địa điểm ở Triều Thiên Môn gây ngập sâu đến tàu Triều Thiên Môn và có nước lũ dâng tới giữa lối vào quảng trường Thiên An Môn. Trong đợt mưa lũ năm nay, Cơ quan Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia của Trung Quốc thống kê có hơn 400 di tích văn hóa gồm các cây cầu cổ, các công trình và tòa nhà lịch sử ở 11 tỉnh thành bị hư hại ở nhiều mức độ khác nhau, khiến năm nay trở thành năm tồi tệ thứ hai đối với các khu di tích của Trung Quốc. Cơ quan Bảo vệ Lũ lụt và Cứu trợ hạn hán Phù Lăng của Trung Khánh đã thông báo sông Gia Lăng và thượng nguồn sông Dương Tử đang chứng kiến đợt lũ lớn nhất kể từ đầu năm tới nay. Mực nước lũ quanh khu vực Trung Khánh đang tiếp tục dâng cao. Ngoài Trung Khánh, thành phố Ân Thi của tỉnh Hồ Bắc nằm trên sông Queen, một nhánh sông Dương Tử cũng bị mưa lũ lớn trong nhiều ngày. Giới chức của Trung Quốc cho biết lũ lụt đã khiến 7 người chết và 135.000 người ở thành phố Ân Thi bị ảnh hưởng. Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo mưa sẽ tiếp tục kéo dài tới ngày Chủ nhật tới. Đợt lũ này được đánh giá là trận lụt lớn nhất từng thấy trong năm nay, ảnh hưởng bởi đập Tam Hiệp. Lưu vực sông Dương Tử hiện đang bước vào thời kỳ thường xảy ra những trận mưa lớn nhất, vốn kéo dài từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8. Thưa quý vị, tại sao trong những ngày qua, nhiều địa phương của Trung Quốc lại hứng chịu những cơn mưa lớn đến như vậy? Liệu những tình hình thời tiết bất thường nào đã kéo theo hàng loạt thiên tai chưa từng có trong lịch sử được ghi nhận? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Mưa lũ nghiêm trọng đã khiến 19,68 triệu dân tại 19 tỉnh thành ở Trung Quốc bị ảnh hưởng từ đầu tháng 7 đến giờ. Từ giữa tháng 7, Bộ Quản lý Khẩn cấp của Trung Quốc MEM đã thông tin có khoảng 1,7 triệu người đã phải sơ tán. Lũ lụt đã làm thiệt hại khoảng 110.000 ngôi nhà và sẽ gây thiệt hại kinh tế trực tiếp vào khoảng 6,79 tỷ đô la Mỹ. MEM cho biết trong số những tỉnh bị thiệt hại nặng có Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc và Hồ Nam. Theo một số chuyên gia, Trung Quốc thường xảy ra mưa lũ vào hè. Những hành vi của con người và những lý do liên quan đến khí hậu góp phần khiến mưa to và kéo dài hơn tại một số khu vực. Một chuyên gia tại Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc đã chia sẻ hệ thống áp suất cao cận nhiệt đới trên vùng Tây Bắc Thái Bình Dương rất mạnh trong năm nay. Sự giao thoa của nó với không khí lạnh đã dẫn đến lượng mưa lớn liên tục tại lưu vực sông Dương Tử. Cũng theo vị chuyên gia này, một lý do khác là biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, những chuyên gia khác cho rằng hành vi của con người như khai hoang đất và xây đập trong nhiều thập kỷ qua cũng góp phần khiến lũ lụt thêm nghiêm trọng. Ở phần cuối của bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một vài con số thống kê khủng khiếp về tình hình mưa lũ đã gây ra thiệt hại nhiều cho địa phương của Trung Quốc. Bên cạnh các nỗ lực cứu trợ thảm họa ngay lập tức, Trung Quốc sẽ phải đẩy mạnh phát triển hạ tầng và xây dựng các năng lực mới vì biến đổi khí hậu có nguy cơ làm tăng dần tần suất và quy mô những trận lụt như hiện nay. Trang SNA dẫn lời các nhà chức trách cho biết nước ở hơn 300 con sông dâng lên các mức nguy hiểm từ đầu tháng 6 với hơn 20 sông dâng cao chưa từng thấy. Tính đến giữa tháng 7, gần 28.000 người ở 24 khu vực cấp tỉnh của Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Với 99 người chết hoặc mất tích, con số này chắc chắn còn tăng cao. Bộ Quản lý Khẩn cấp của Trung Quốc xác nhận khoảng 1,7 triệu người đã phải di rời, hơn 18.000 ngôi nhà bị sập với thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 6,8 tỷ đô la Mỹ. Cùng với đó, khoảng 1,5 triệu người phải sơ tán, 100 triệu người cần hỗ trợ khẩn và hơn 170.000 hecta cây trồng bị hư hại. Thiệt hại kinh tế trực tiếp tăng gần 25% lên hơn 9 tỷ đô la Mỹ. Hoàng Hà là con sông dài thứ hai ở Trung Quốc sau Dương Tử. Mưa lũ thường xuyên xảy ra và nghiêm trọng đến mức mọi người gọi đó là nỗi đau của Trung Quốc. Trong số 10 trận lụt thảm khốc nhất thế giới 100 năm qua thì có tới 7 trận ở Trung Quốc, 5 trận ở Dương Tử và 2 trận ở Hoàng Hà. Trên thực tế, trận lụt nghiêm trọng nhất thế giới đã xảy ra ở các con sông Dương Tử và Hoàng Hà. Năm 1931, sau 2 năm hạn hán, mưa cực lớn ở lòng trào sông Dương Tử, đông người sinh sống đã góp phần gây nên thảm họa này.
hơn 2 triệu người đã mất mạng trong trận lũ này kéo theo dịch bệnh và tình trạng suy dinh dưỡng. Ước tính có khoảng 40% dân số của Trung Quốc bị ảnh hưởng và phải bỏ nhà cửa với tình trạng biến đổi khí hậu, làm nảy sinh nhiều loại tình hình thời tiết bất thường. Những nước như Trung Quốc sẽ cần phải hành động nhiều hơn nữa để đối phó với thiên tai. Tác động của đợt lũ lụt mới nhất cho thấy những hậu quả thiên tai nghiêm trọng đến mức nào. Chỉ trong 4 tuần qua, 4 thành phố gồm Hà Ninh, Kinh Châu ở Hồ Bắc, Nam Sương và Thượng Nhiêu ở Giang Tây đều ban hành báo động khẩn cấp ở mức cao. Riêng ở tỉnh Giang Tây, hơn 4 triệu người bị ảnh hưởng và hơn 350.000 người phải sơ tán. Tuy nhiên, thời kỳ lũ lụt nguy hiểm nhất có thể vẫn còn ở phía trước. Kinh nghiệm đã qua cho thấy, các trận lụt lớn và nghiêm trọng nhất thường vào cuối tháng 7 đến giữa tháng 8. Đợt lụt mới nhất và tàn khốc ngang ở trận lụt lịch sử ở vùng Trung và hạ nguồn sông Dương Tử năm 1998, kéo dài từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 9. Cơn thiên tai khi đó đã gây đảo lộn cuộc sống của 180 triệu người. Khi tỉnh Hà Nam, Trung Quốc cập nhật số người không qua khỏi do mưa lũ bất thường đã tăng lên 25, thì hãng thông tấn AFP hôm thứ Năm tuần vừa qua lại nêu ra ví dụ về con đê bị sập ở Lạc Dương, nói rằng Trung Quốc ngày càng phải đối đầu với hiểm họa lũ lụt lớn hơn do việc xây dựng nhiều đê đập đã cắt đứt liên kết giữa sông và các hồ liền kề, các bãi sông chứa nước mưa vào mùa hè. Trong khi đó, các chuyên gia khẳng định với Hoàn Cầu rằng việc xây dựng đê đập và hiểm họa lũ lụt ngày càng trầm trọng, không có mối liên hệ trực tiếp, đặc biệt là trong trường hợp của tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Họ nhận định rằng trận mưa lớn chỉ đơn thuần là do thiên nhiên. Hôm thứ Sáu, ông Trung Phúc, giáo sư từ Trường Bảo tồn Nước và Kỹ thuật Thủy điện thuộc Đại học Hen Hai, nói với Hoàn Cầu rằng các cơ quan truyền thông nước ngoài đang phóng đại vấn đề. Vì trên thực tế thì việc xây dựng các đập và hồ chứa sẽ tăng cường khả năng phòng ngừa và giảm thiểu thiên tai trong khu vực. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều xây dựng các con đập nhằm giúp cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát lũ lụt và giảm thiểu thiên tai. Do vậy, việc xây dựng các con đập không nên bị từ chối vì một thảm họa hiếm gặp, ông Phúc nói. Tỉnh Hà Nam nằm ở vùng đồng bằng miền Trung Trung Quốc, trải dài 4 lưu vực sông chính là sông Hải Hà, sông Hoàng Hà, sông Hoài Hà và sông Dương Tử. Mỗi con sông có 1.030 nhánh với diện tích thoát nước nhỏ nhất là 50 km2. Chuyên gia cho biết tình trạng lũ lụt có thể do nhiều yếu tố gây ra, chẳng hạn như địa hình. Hà Nam ở vùng trũng và dễ bị ảnh hưởng với tốc độ đô thị hóa nhanh. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là khí hậu khắc nghiệt vì hệ thống thoát nước không được thiết kế cho những trận mưa lớn kinh khủng đến vậy. Trong khi tình hình mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, quân đội nước này đã điều động hơn 6.000 người từ đại chiến khu trung tâm để tham gia cứu trợ thiên tai. Thượng tướng Du Chenling, ủy viên chính trị đại chiến khu, được nhìn thấy xuất hiện ở thành phố Trịnh Châu, địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của mùa mưa lũ. Theo thông báo từ quân đội Trung Quốc, bên cạnh khoảng 6.100 người gồm quân nhân, cảnh sát vũ trang, dân binh, hơn 100 trang thiết bị và tàu thuyền cũng được đưa đến hơn 25 địa điểm bị thiên tai ở Trịnh Châu, Lạc Dương. Nhiều phương tiện truyền thông quốc tế dẫn thông tin từ truyền hình nhà nước Trung Quốc nói rằng đập nước Guji ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam đã bị vỡ vào 1 giờ 30 phút sáng ngày thứ Sáu theo giờ địa phương. Thông tin xuất hiện giữa bối cảnh nhiều địa phương ở tỉnh Hà Nam, đặc biệt là Trịnh Châu, trải qua đợt mưa lớn chưa từng thấy, được mô tả là nghìn năm có một. Lượng mưa từ ngày Chủ nhật đến ngày thứ Sáu tuần qua ở Trịnh Châu là 589,1mm, gần bằng lượng mưa trung bình trong cả năm ở thành phố này là 620mm. Tuy nhiên, Tân Hoa Xã đưa tin từ Bộ Thủy lợi Trung Quốc vào chiều ngày thứ Sáu nói rằng sườn đập ở vị trí hạ nguồn hồ chứa Guji bị nước lũ làm xói mòn ở phạm vi lớn nhưng không xảy ra tình trạng vỡ đập. Bộ cho biết nước lũ đã không còn tràn qua đỉnh đập. Địa phương đang tiếp tục khơi thông các kênh thoát nước tạm thời nhằm giảm mực nước. Nhóm công tác do Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Châu Học Văn đứng đầu đã đến Trịnh Châu trong ngày thứ Sáu để trực tiếp chỉ huy tại hiện trường. Các hồ chứa Guji và Trường Giang yêu cầu sơ tán người dân xung quanh. Guji cũng được đưa ra. Báo Tân Kinh trưa ngày thứ Bảy đưa tin, Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt Trịnh Châu cũng đã cảnh báo người dân về hiểm họa tiềm ẩn to lớn ở hồ chứa Guji và yêu cầu sơ tán. Nhiều người trong khu vực nhận được thông báo vào khoảng 3 giờ sáng ngày thứ Sáu về việc nhanh chóng di chuyển lên tầng cao do hồ chứa sắp xả lũ. Đến 7 giờ sáng cùng ngày, thông báo được phát đi, yêu cầu mọi người sơ tán. Đến khoảng 16 giờ ngày thứ Sáu, tình thế nguy hiểm ở Guji đã được kiểm soát sơ bộ, mức báo động khẩn. Theo Hoàn Cầu, số người không qua khỏi do trận mưa lớn chưa từng có ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã tăng lên 25 người, trong đó 10 người vẫn mất tích. Văn phòng Quản lý Khẩn cấp của tỉnh này ngày 20 tháng 8 cho biết đã có tổng cộng 285.000 người được sơ tán và 201.000 người được di dời chỗ ở. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 190.000 ha, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 1 tỷ nhân dân tệ.
Tại thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của Hà Nam, mưa đã tạm ngừng cho phép người dân, giới chức khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Trận mưa như chút nước lớn làm ngập hầu hết hệ thống thoát nước của thành phố đã thúc đẩy phản ứng nhanh chóng của chính quyền Trung ương với sự hỗ trợ từ khắp mọi miền đất nước. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra câu hỏi cho chính quyền các cấp về khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp và đối phó với thiên tai. Trong những ngày gần đây, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc tiếp tục hứng chịu lượng mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt là thủ phủ Trịnh Châu đã chứng kiến những trận mưa như chút nước trong hơn 4 ngày liên tiếp, gây ngập lụt nghiêm trọng. Ngày hôm nay, hàng loạt địa phương tại Hà Nam đã phát cảnh báo đỏ về mưa lớn. Cụ thể, lúc 7 giờ 50 phút sáng ngày 20 tháng 8 theo giờ địa phương, Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Nam tiếp tục đưa ra cảnh báo đỏ về mưa bão. Lượng mưa ở một số khu vực thuộc thành phố An Dương, Hà Bích và Tân Hương đã lên tới 50mm. Trong buổi sáng, lượng mưa có thể lên 100mm. Trong sáng nay, các thành phố An Dương, Hà Bích và Tân Hương đã phát cảnh báo đỏ, trong khi Trịnh Châu phát cảnh báo cam. Đặc biệt, trụ sở kiểm soát lũ lụt thành phố An Dương đã tuyên bố đình chỉ tất cả các phương tiện giao thông công cộng trong thành phố và yêu cầu tất cả các doanh nghiệp và tổ chức trong thành phố cho nhân viên làm việc tại nhà, ngoại trừ lực lượng cứu hộ cần thiết và nhân viên làm nhiệm vụ. Tất cả các trung tâm mua sắm dưới lòng đất và nhân viên bãi đậu xe sẽ được sơ tán để đảm bảo an toàn. Vài chục chiếc xe nằm ngổn ngang và chồng chất lên nhau trên một tuyến đường ở Trịnh Châu sau khi mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở thành phố này. Tính đến ngày thứ 6, đã có ít nhất 25 người thiệt mạng vì đợt mưa lũ bắt đầu từ ngày thứ 2 ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc. Ít nhất 1,2 triệu người phải sơ tán khi cơ quan khí tượng địa phương dự báo khu vực này sẽ tiếp tục có mưa to. Theo tài khoản Weibo của Đài Hà Nam, Trung Quốc, trong khi dư luận đang chú ý theo dõi cuộc giải cứu người mắc kẹt ở Trịnh Châu, thì trên mạng xã hội, phản ứng tin nhắn như WeChat và Weibo đã lan truyền một lời cảnh báo rằng nguồn nước máy có thể đã bị nhiễm bẩn sau trận lũ, ai có điều kiện nên uống nước đóng chai. Không lâu sau đó, người đứng đầu trạm quan trắc Lạc Dương thuộc mạng lưới giám sát chất lượng nước, cấp nước đô thị Hà Nam đã bác bỏ tin đồn thất thiệt, khẳng định nguồn nước của Lạc Dương không bị ảnh hưởng và hoạt động sản xuất của nhà máy nước vẫn bình thường. Theo đó, hàng ngày các mẫu nước được lấy từ 64 điểm giám sát trong mạng lưới cấp nước của Lạc Dương và 106 chỉ tiêu chất lượng nước được 22 phòng thí nghiệm tiến hành kiểm tra. Chỉ có nước máy đủ tiêu chuẩn mới có thể được đưa vào tiêu thụ. Các chuyên gia dự báo thời tiết đã dự đoán sẽ có lượng mưa lớn trước khi trận lũ kinh hoàng đổ bộ miền Trung Trung Quốc trong tuần này, nhưng cảnh báo của họ đã sai địa điểm và cả thời điểm. Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, South China Morning Post Hồng Kông, bà Su Ai Fang, Phó Giám đốc Cơ quan Khí tượng của tỉnh Hà Nam, Trung Quốc cho biết, chính quyền tỉnh đã được cảnh báo về nguy cơ hiện tượng thời tiết khắc nghiệt từ ngày Chủ nhật tuần trước. Thế nhưng, các nhà dự báo lại dự đoán rằng trận mưa lớn nhất sẽ ập đến Tiêu Tác, một thành phố tọa lạc dưới chân Thái Hành Sơn, một ngày trước khi trận mưa như chút nước tồi tệ nhất ập đến. Trong khi đó, các khu vực khác như thủ phủ Trịnh Châu của Hà Nam được dự báo sẽ đón lượng mưa ít hơn. Hôm thứ Hai, chính quyền địa phương đã phát cảnh báo rằng thành phố Tiêu Tác có thể đón lượng mưa lên tới 50mm trong ngày thứ Tư, có nguy cơ gây ra lũ lụt trăm năm có một và đã tiến hành sơ tán một số người dân khỏi các vùng trũng của thành phố này. Nhưng thực tế thì Trịnh Châu mới là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Thành phố 12 triệu dân này đã hứng chịu lượng mưa kỷ lục chậm hơn một ngày so với dự báo của các chuyên gia. Vào sáng ngày thứ Năm, thành phố Trịnh Châu đã ban hành cảnh báo đỏ, mức cảnh báo cao nhất. Nhưng khi đó, hầu hết các cư dân của thành phố đều đã trên đường đi làm. Chỉ trong vòng 1 giờ, Trịnh Châu đã chứng kiến lượng mưa hơn 200mm, lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận tại Trung Quốc. Vào buổi chiều cùng ngày, thành phố đã chứng kiến lượng mưa nhiều hơn mức bình thường trong vòng nửa năm, khiến các đường phố ngập lụt nghiêm trọng và hàng trăm tàu khách mắc kẹt trong các toa tàu điện ngầm. Ít nhất 25 người đã không qua khỏi trong trận lũ lụt, trong khi nguồn điện và nước sinh hoạt bị cắt ở nhiều nơi. Thưa quý vị, tình hình mưa lũ tại Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hiện mức cảnh báo lũ lụt tại quốc gia này đã được nâng thêm một cấp mới màu cam. Đây là mức cảnh báo thứ hai trong thang đo cảnh báo 4 cấp. Trong khi đó, một đoạn đê dài 50m trên sông Trường Giang thuộc địa phận tỉnh Giang Tây đã bị vỡ. Vụ việc gây thiệt hại cho khoảng 1.000 ha đất nông nghiệp, buộc gần 9.000 người dân phải đi sơ tán. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, vụ vỡ đê xảy ra sau khi khu vực miền Nam Trung Quốc phải hứng chịu những trận mưa kéo dài liên tục trong nhiều ngày. Hơn 600 người đã được huy động khẩn cấp tới khu vực xảy ra sự việc để triển khai công tác cứu trợ. Các biện pháp ứng phó khẩn cấp đã được triển khai tại khu vực Trung và Hạ Lưu sông Trường Giang. Từ nay đến cuối tuần, các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, Hồ Nam và Chiết Giang sẽ tiếp tục xảy ra mưa lớn và gió mạnh gây sạt lở đất. Mực nước tại Hồ Bà Dương và Hồ Động Đình, hai hồ điều hòa lớn của sông Trường Giang có thể vượt mức cảnh báo lũ.
Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc khuyến cáo chính quyền các địa phương cảnh giác đề phòng lũ lụt lở đất, đồng thời cắt nguồn điện ngoài trời, ngừng các hoạt động ngoài trời tại khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc tuyên bố đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới, vẫn đủ sức ứng phó với đợt lũ lụt lần này. Còn truyền thông Trung Quốc hôm Chủ nhật vừa qua đã đăng nhiều video cho thấy tình trạng ngập lụt ở thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc cùng với nhiều trận mưa như chút nước. Nhiều nơi ở thành phố Nghi Xương bị chìm trong nước, trong khi lở đất cũng xảy ra và nhiều phương tiện cá nhân gặp sự cố ngay trên đường, từ 8 giờ đến 14 giờ chiều ngày Chủ nhật. Huyện Viễn An thuộc quản lý của thành phố Nghi Xương có lượng mưa lớn nhất đạt 203,1mm. Đến 18 giờ ngày Chủ nhật, đội cứu hộ của thành phố đã giải cứu và sơ tán tổng cộng hơn 1.000 người. Chính quyền đã điều động 410 nhân viên cứu hộ, 69 xe cứu hộ, 25 xuồng cao su cứu hộ và triển khai công tác thoát nước tại 15 địa điểm. Một đoạn video cho biết đoạn giao nhau giữa trường Đại Thành và đường Tiểu Nha ở Nghi Xương bị ngập lụt nghiêm trọng. Một chiếc xe hơi bị chìm trong nước sâu đến mức khiến cửa xe không thể mở. Cảnh sát sau đó đến trợ giúp để cứu những người bị mắc kẹt trong xe. Nghi Xương cách đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang chỉ 40km. Trong khi đó, nhiều người dùng mạng đã đặt nghi vấn về sự liên quan giữa đập Tam Hiệp và tình trạng ngập lụt ở Nghi Xương. Điều đó cho thấy, vẫn mở cống xả nước, phía Trung Quốc không công bố thông tin chính thức nào cho thấy đập Tam Hiệp xả lũ dẫn tới các khu vực xung quanh chìm trong nước thời gian qua. Giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ lớn tại đập Tam Hiệp, nhưng Trung Quốc đã bác bỏ khả năng vỡ đập do lũ trên thượng nguồn. Đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới năm nay, đạt quy mô chưa từng thấy kể từ năm 1940. Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc đã phát cảnh báo mưa màu vàng trên thang 4 cấp, từ thấp đến cao, xanh, vàng, cam, đỏ. Đối với nhiều địa phương ở miền Nam Trung Quốc, từ 20 giờ tối ngày Chủ nhật cho tới 20 giờ tối ngày thứ Hai, phần Đông Nam Trùng Khánh, phần Đông Bắc Quý Châu, phần Tây Bắc Hồ Nam, hầu hết khu vực Hồ Bắc, Thượng Hải được dự báo có mưa lớn. Bản tin ngày 20 tháng 8 xoay quanh thông tin một cơn bão mạnh tên là Talim trong những ngày vừa qua đã đổ bộ vào đảo Hải Nam của Trung Quốc, khiến nơi này tê liệt. Chính quyền Hải Nam cho biết bão đổ bộ vào hòn đảo này vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 20 tháng 8, gây ra những cơn mưa to và gió giật mạnh với vận tốc 162 km/h, khiến toàn bộ trường học, hệ thống giao thông trên đảo phải ngừng hoạt động. Lượng mưa lũ cực lớn cùng với bão mạnh đã đánh sập một trung tâm nông nghiệp chính của tỉnh Hải Nam, cuốn trôi hàng nghìn con gia súc, gia cầm và nhấn chìm nhiều diện tích hoa màu. Trước sự giận dữ khủng khiếp của mẹ thiên nhiên, người dân nơi đây chỉ biết bật khóc, nức nở khi chứng kiến đàn gia súc của mình chết sau khi bị nước lũ cuốn trôi, nằm chồng chơ bên đường và trong phút chốc cả cơ nghiệp tan biến. Cũng theo nguồn tin từ Taiwan News cho biết, bão mạnh cũng đã gây ra lũ lụt và lở đất, nuốt chửng các đoạn đường cao tốc và buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Theo ghi nhận, chỉ khoảng vài tiếng đồng hồ mà số người thiệt mạng lên đến 32 người. Một số người được báo cáo là mất tích. Cơ quan khí tượng Hải Nam dự tính thiệt hại do bão mạnh Talim gây ra sẽ rất nặng nề, bởi đây là cơn bão mạnh nhất, có sức hủy diệt lớn nhất đổ bộ vào hòn đảo này trong một thập kỷ qua. Mưa lũ đã khiến cho một số nơi bị ngập lụt cục bộ, có nơi ngập từ 1 đến 1,5 mét. Cũng tại thành phố Vân Khẩu, Hải Nam, mưa lớn đã khiến nước lũ trên sông lên nhanh và trong phút chốc đã cuốn trôi hơn 300 con heo của một gia đình tại đây. Theo gia đình bà Chu, 54 tuổi, tờ Sinho cho hay, thời tiết bắt đầu mưa và những cơn cuồng phong từ 2-3 giờ tối ngày thứ Tư. Khi bão mạnh ập tới, thấy mưa càng lúc càng to, nước lên nhanh, gia đình bà đã hô hoán hàng xóm đến cùng ứng cứu đàn heo. Trong vòng khoảng 30 phút, thì hơn 300 con heo của gia đình bà đã bị dòng nước lũ cuốn đi trong sự bất lực của gần 10 người đang đứng gần đó. Chưa kể, hàng trăm những đàn gia súc, gia cầm, vật nuôi của nhiều gia đình khác, thiệt hại về tài sản là không thể đong đếm. Nông dân và người dân đã chạy đua với thời tiết để cứu những con vật của họ ra khỏi vùng nước dâng cao, sử dụng thuyền máy phản lực để kéo những con bò bị ngập một phần trong nước lên vùng đất cao hơn. Nhưng tất cả đều bất lực vì nước lũ quá hung hãn. Nếu họ không chạy thì mạng sống của họ cũng sẽ bị cuốn theo những đàn gia súc. Cũng theo tờ Thâm Quyến Online, sáng nay trích thông báo của một chính quyền tỉnh Hải Nam cho biết hiện tượng mưa lớn đã xuất hiện ở địa phương này. Từ đêm hôm thứ Tư, mực nước mưa trung bình đo được đạt 342,3mm, thậm chí lượng mưa đo tại thị trấn Trương Trang lên tới 440,1mm. Thông tin cho biết thêm, mưa lớn đã gây ra hiện tượng lũ quét tại huyện Nghi Nam vào lúc 8 giờ sáng ngày 20 tháng 8 và cuốn trôi ít nhất 250 con bò của một trang trại chăn nuôi gia súc trong địa phương này. Nhiều người chưa xác định con số cụ thể cũng bị cuốn trôi. Sau khi hình ảnh được chia sẻ, ai nấy đều bày tỏ sự xót xa trước những khó khăn mà người dân Hải Nam phải đối mặt do ảnh hưởng từ bão mạnh. Nhìn mà xót xa quá, cả năm tích góp nuôi được đàn bò, đàn lợn mà giờ trắng tay chỉ sau một đêm. Người dân khổ quá, cả một gia tài lớn,
chết uổng phí gì đâu. Được biết, sau khi nhận được tin báo, các ngành chức năng lập tức triển khai hoạt động cứu trợ thiên tai, tổ chức di rời người dân cũng như số bò còn lại của trang trại đến nơi an toàn, thực hiện việc tẩy trùng tại trại chăn nuôi và khu vực xung quanh cũng như tiến hành xử lý xác những con bò bị lũ cuốn trôi. Cơn bão đổ bộ vào thành phố Văn Xương, Hải Nam cũng làm cho các chuyến bay phải hạ cánh và tàu hỏa tạm ngừng khi gió mạnh. Những cơn gió và mưa lớn làm gián đoạn giao thông địa phương. Sân bay quốc tế Hải Khẩu Mai Lan đã hủy 50 chuyến bay và sân bay tại thành phố Tam Á hủy 6 chuyến ngày hôm nay. Tất cả các dịch vụ phà tại biển Quỳnh Sơn ngăn cách đảo Hải Nam với tỉnh Quảng Đông và các dịch vụ đường sắt cao tốc chạy qua đảo tạm ngừng lại, trong khi hơn 100 chuyến xe buýt ở Hải Cầu đã ngừng hoạt động kể từ lúc 10 giờ sáng. Được biết, bão Talim trước đó quét qua Hồng Kông cũng đem đến mưa và gió lớn, ít nhất 16 người phải điều trị y tế, 700 chuyến bay bị ảnh hưởng nặng. Trung Quốc đã phát cảnh báo xanh dương cho cơn bão. Trong số 4 màu, màu đỏ, màu cam, vàng, xanh giảm dần theo mức độ nghiêm trọng. Cũng theo Tân Hoa Xã cho biết, bán kính ảnh hưởng cơn bão rộng cũng đã khiến cho các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây xuất hiện những cơn mưa lớn. Trong khi đó, thì những đợt mưa xối xả thời gian gần đây đã gây ra lũ lụt và lở đất tại nhiều tỉnh thành của Trung Quốc. Theo tờ Bưu điện Hoàn Nam buổi sáng, lở đất và lũ lụt ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã khiến nhiều nhà cửa hư hại, gia súc bị cuốn trôi, buộc các cơ quan chức năng phải tiến hành sơ tán 1.000 người dân tại một số khu vực trước khi nước lũ quét qua nơi họ sinh sống. Trong khi đó, tại tỉnh An Huy, mưa lớn đã làm nước ở các con sông tràn bờ, khiến cho nhiều ngôi làng và khu vực canh tác nông nghiệp bị ngập úng. Chính quyền tỉnh An Huy đều phải huy động nhiều máy bơm chạy suốt ngày đêm để thoát nước. Ở tỉnh Hồ Nam, mưa lớn đã khiến những con sóng tràn bờ gây ra cảnh ngập úng cho nhiều ngôi làng gần đó, buộc cơ quan cứu hộ phải sử dụng xuồng cao su tiếp cận khu vực ngập lụt để giải cứu người dân. Hơn 15 triệu người dân miền Nam Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, với lượng mưa lớn bất thường, nhấn chìm, cuốn trôi nhà cửa. Dịch viêm phổi chưa qua, nền kinh tế của Trung Quốc vẫn còn nhiều khó khăn. Đến nay, Trung Quốc lại phải hứng chịu những trận mưa lớn liên tục, nước lũ cuồn cuộn chảy qua những con phố trong thị trấn, nhấn chìm nhiều tòa nhà, phố xá khắp miền Nam Trung Quốc. Kính thưa quý vị, mưa to ròng rã từ đầu tháng 7 vừa qua tiếp tục làm cho Trung Quốc bị ngập chìm trong biển nước, động đất làm vỡ đê cùng hàng loạt chỉ tượng khác bắt đầu ứng nghiệm. Điểm báo vỡ đập là có thật khiến cho chính quyền Tập Cận Bình đang mất ăn mất ngủ. Thưa quý vị, theo một tờ báo địa phương của Trung Quốc cho biết, nước này ngày 19 tháng 8 lại tiếp tục có một trận động đất và vỡ đê. Nhiều nơi còn xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở nghiêm trọng làm cho người dân của nước này phải chạy sơ tán khẩn cấp. Bên cạnh đó, có rất nhiều người cho đến nay đã bị lũ dữ cuốn trôi chưa tìm thấy tung tích. Tờ báo của Trung Quốc còn cho đăng tải nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần kéo dài trong những ngày vừa qua, làm cho mực nước tại nhiều con sông dâng cao. Ngập lụt vẫn bủa vây toàn bộ những tỉnh phía Nam của Trung Quốc, ví dụ như thành phố Vũ Hán, An Huy, Tứ Xuyên, Hồ Bắc và nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc vẫn bị nhấn chìm trong nước lũ, có những nơi bị ngập tới 9 mét. Xuất hiện nhiều tuyến đê bao có nguy cơ vỡ trong một vài ngày tới. Thưa quý vị, có một thông tin được cho là rất xấu đối với cả Trung Quốc khi vào ngày 19 tháng 8, vào lúc 10 giờ 38 phút theo giờ địa phương, Trung tâm Địa chất của Trung Quốc cho biết thành phố Hà Bắc của Trung Quốc đã xảy ra trận động đất mạnh với cường độ lên tới 6,9 độ Richter, tâm chấn nằm ở độ sâu 9 km và hiện tại vẫn chưa có thông tin chính xác về thiệt hại do trận động đất trên gây ra. Tuy nhiên, người dân ở các khu vực xung quanh như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân đều cảm nhận rất rõ dư chấn của trận động đất này. Theo nhân chứng của người dân nơi này cho biết, nơi đây trong lịch sử đã từng xảy ra 3 trận động đất lớn với cường độ 4,3 đến 6,1 độ Richter và một trận động đất được cho là kinh hoàng vào năm 1995. Khi đó, trận động đất đã có cường độ lên tới 7,9 độ Richter, khiến cho gần 169 người dân của Trung Quốc bị mất tích và đó được cho là một điều cực kỳ kinh khủng cũng như tồi tệ. Hiện nó vẫn ám ảnh người dân nơi đây. Nhiều người đã tiếc thương cũng như là thông cảm cho sự không may mắn của những người dân xấu số Trung Quốc. Tuy nhiên, trước đó đã có những hiện tượng lạ, điềm báo xấu như quạ bay đầy trời, hàng triệu con châu chấu từ châu Phi bay qua năm tỉnh của Trung Quốc. Bầu trời Bắc Kinh liên tục hứng chịu các đại thảm họa. Theo trung tâm trên, nghiên cứu về động đất sóng thần Trung ương Trung Quốc cho biết, trong một vài ngày tới, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ còn xuất hiện thêm 1 đến 3 trận động đất nữa. Và nếu như thời tiết cực đoan không chấm dứt, thì điều này rất có thể xảy ra. Đứng trước những nguy hiểm cấp bách kể trên, trung tâm này đã phát đi thông báo khẩn cấp tới chính quyền ông Tập Cận Bình và toàn bộ 1,4 tỷ dân Trung Quốc biết nhằm phòng chống những điều tồi tệ sắp xảy ra.
Hiện giới chức Trung Quốc đang rất lo lắng, tuy nhiên họ không biết phải làm sao bởi vì họ không thể đánh bại được sự nổi dậy, trừng phạt của mẹ thiên nhiên, của đất và của trời. Thưa quý vị, Trung Quốc trong vòng 69 ngày đêm vừa qua liên tục xuất hiện mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần khiến cho giới chức của nước này đang mất ăn mất ngủ. Và trong một bài phát biểu mới đây tại thủ đô Bắc Kinh hôm qua, đích thân người đứng đầu Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng tình hình kiểm soát lũ ở đất nước này đang gay go và bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất trong lịch sử, đề nghị các cơ quan, ban ngành và người dân phải hết sức cẩn trọng. Tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc vào hôm thứ Tư, đã trích dẫn lời ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi nỗ lực toàn diện trong các hoạt động cứu hộ, cứu trợ tại những khu vực bị ngập lụt trên khắp đất nước này. Nhấn mạnh rằng đảm bảo cuộc sống an toàn của người dân là ưu tiên hàng đầu. Được biết, đây là lần đầu tiên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên tiếng nói rằng sẽ bảo vệ cuộc sống cũng như an toàn của người dân Trung Quốc đại lục. Trước mưa to, phần lớn động đất sóng thần liên tiếp xảy ra, tờ báo Trung Quốc cho biết Tập Cận Bình đã chỉ thị cho chính quyền địa phương ở vùng lũ lụt thực hiện trách nhiệm của mình, lên tuyến đầu để kiểm tra tình hình, để bảo vệ tốt hơn tính mạng, tài sản của người dân. Ông Tập Cận Bình nói rằng các bộ phận liên quan nên tăng cường lập kế hoạch, phối hợp tổng thể cũng như phân bổ lực lượng cứu hộ, cứu trợ thảm họa một cách khoa học nhất. Chủ tịch Trung Quốc cũng kêu gọi Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa và lực lượng cảnh sát vũ trang của nước này tích cực tham gia vào công cuộc cứu trợ, cứu hộ cho người dân. Các bộ phận liên quan được chỉ thị lên kế hoạch tái thiết sau thảm họa, khôi phục trật tự sản xuất và cuộc sống cần trở lại bình thường càng sớm càng tốt. Sau khi đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát lũ lụt và công tác cứu trợ thiên tai, tờ báo của Trung Quốc cho biết trong những ngày gần đây, lũ lụt và mực nước dâng cao lên hầu hết tại các tỉnh phía Nam của Trung Quốc. Đứng trước tình hình đó, chính phủ của nước này đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt từ cấp 3 lên mức độ cao nhất, tức là cảnh báo đỏ. Tất cả các tỉnh như Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tô, Giang Tây, Quảng Đông, Quảng Tây đều nâng mức độ cảnh báo lên cấp cao nhất. Được biết, mưa lũ ở Trung Quốc đã ảnh hưởng tới khoảng 60 triệu người dân trên nhiều tỉnh thành. Lũ lụt cũng đã cuốn trôi nhiều ô tô, xe máy, điện thoại, TV, tủ lạnh, giường chiếu. Được biết, các tỉnh ảnh hưởng nặng nề nhất của Trung Quốc là tỉnh Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên, tổng cộng đã có 293 người thiệt mạng và mất tích vì lũ lụt. Đây là một trong những tín hiệu xấu cho phía Trung Quốc. Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương của nước này cũng ra một cảnh báo mới rằng Trung Quốc tiếp tục hứng chịu những trận mưa to, gió lớn trong những ngày tới, đặc biệt là những ngày đầu cho đến có thể là hết tháng 10. Đề phòng lũ quét, sạt lở, an nguy tới con đập Tam Hiệp. Thưa quý vị, tờ tin tức Bắc Kinh trích dẫn thông tin từ một chuyên gia trung tâm mạng lưới động đất sóng thần của nước này cho biết, trận động đất 5,1 độ Richter hôm qua là một trong những dư chấn từ những năm 1976. Tâm chấn của trận động đất trên được xảy ra tại huyện Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc. Đường Sơn từng bị tàn phá trong trận động đất 7,9 độ Richter vào năm 1976, khiến cho hơn 240.000 người thiệt mạng và hơn 160.000 người bị thương. Đây là một trong những trận động đất khủng khiếp nhất trong lịch sử Trung Quốc. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất của Trung Quốc cho biết, trong 7 tháng đầu năm nay đã có tới 12 trận động đất từ 3 độ Richter trở lên đã xảy ra, khiến cho cuộc sống của người dân liên tục chao đảo. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn nước này cho biết, mưa lớn, bão tố vẫn tiếp tục ập tới Trung Quốc trong nhiều ngày tới, đề nghị cơ quan, ban ngành cũng như là người dân của đất nước này phải hết sức cảnh giác. Hai con đập ở thành phố Hồ Luân Bố Nhĩ của khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc đã bị vỡ sau mưa lớn. Tại thành phố này, 16.660 người đã bị ảnh hưởng và 21.774 hecta đất trồng trọt bị ngập lụt. Hôm vừa qua, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho hay hai con đập ở khu tự trị Nội Mông ở Tây Bắc nước này đã bị vỡ sau mưa lớn. Vụ việc này đã nêu bật các rủi ro về an toàn đến từ những cơ sở hạ tầng cũ kỹ trong mùa lũ, theo hãng tin Reuters. Hai con đập trên đều nằm ở thành phố Hồ Luân Bố Nhĩ của Nội Mông, bị vỡ vào chiều thứ Ba. Hai con đập này hình thành các hồ chứa với tổng dung tích nước là 46 triệu mét khối. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, người dân sống ở khu vực phía dưới hai con đập đã được sơ tán và đến nay chưa rõ số người thương vong. Video được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy cảnh một trong hai con đập này bị nước cuốn đi hoàn toàn, khiến các cánh đồng gần đó bị nước lũ nhấn chìm. Nhân dân Nhật Báo cũng đã đăng video cho thấy cảnh vỡ đập. Cuối tuần qua, thành phố Hồ Luân Bố Nhĩ hứng lượng mưa trung bình 87mm, trạm quan sát Morien Dawa lại hứng chịu lượng mưa tới 223mm. Chính quyền thành phố Hồ Luân Bố Nhĩ thông tin trên WeChat rằng có 16.660 người đã bị ảnh hưởng, với 21.774 hecta đất trồng trọt bị ngập nước, cầu và nhiều cơ sở hạ tầng vận tải khác đã bị hư hại. Trung Quốc có hơn 98.000 hồ chứa nước được sử dụng để điều tiết lũ, sản xuất điện.
Thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng tới vài khu vực của Trung Quốc những tuần gần đây, trong khi đó châu Âu hứng mưa lớn, lũ lụt, còn Bắc Mỹ nóng kỷ lục. Điều này đã gây thêm nhiều lo ngại về tình trạng biến đổi khí hậu. Mưa lớn và sấm sét đã khiến máy bay tạm thời không thể cất cánh và hạ cánh tại sân bay thành phố Thạch Gia Trang của tỉnh Hà Bắc. Tại tỉnh này, đường phố biến thành sông, dân ôm cây giữa dòng nước. Mưa lớn gây ngập lụt đang diễn ra tại nhiều nơi của Trung Quốc từ tỉnh Tứ Xuyên tới Sơn Tây, Hà Bắc. Hôm thứ Sáu, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc dự báo sẽ tiếp tục có mưa lớn trên một số khu vực rộng ở miền Bắc và miền Trung nước này. Tại thành phố Vũ An thuộc tỉnh Hà Bắc, theo báo cáo Đô thị Phương Nam, một người dân họ Nhiếp chia sẻ với phóng viên rằng trước mắt mưa vẫn rất lớn, đường phố đã bị nước mưa làm ngập lụt, biến thành sông luôn rồi. Video được chia sẻ cho thấy cảnh ngập nước nghiêm trọng tại đây. Xe cộ bị dòng nước cuốn đi, người già bị kẹt lại trên đường và cảnh người dân ôm cây để cứu mình giữa dòng nước chảy xiết. Mưa lớn và sấm sét ở Hà Bắc cũng khiến nhiều máy bay tạm thời không thể cất cánh và hạ cánh tại sân bay của thành phố Thạch Gia Trang, thủ phủ của tỉnh này. Tại thành phố Hán Châu thuộc tỉnh Sơn Tây, nhiều hình ảnh được truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy cảnh ô tô di chuyển qua những con đường bị ngập nước. Thành phố Tấn Thành thuộc Sơn Tây đã nâng báo động mưa lớn lên màu đỏ, tức cấp cao nhất. Trong khi đó, Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh dự báo lượng mưa tại Bắc Kinh nằm gần tỉnh Hà Bắc sẽ đạt trung bình từ 60 đến 100mm từ 17 giờ chiều thứ Sáu tới 8 giờ sáng Chủ nhật. Cơ quan kiểm soát lũ lụt của Bắc Kinh còn cảnh báo thành phố này sẽ có mưa lớn nhất trong vòng 3 năm qua. Thông thường, Bắc Kinh ghi nhận lượng mưa khoảng 600mm mỗi năm. Thời báo Hoàn Cầu đưa tin Bắc Kinh đã đóng cửa nhiều điểm du lịch và phát các cảnh báo khẩn cấp tới người dân khi thành phố này được dự báo sẽ hứng trận mưa có thể kéo dài 30 giờ bắt đầu từ chiều thứ Sáu. Hơn 70.000 người bị ảnh hưởng khi mưa lớn gây ngập lụt ở thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên. Video được truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy cảnh tàu thuyền bị dòng nước lũ cuốn trôi. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin từ ngày 9 tới ngày 19 tháng 8, mưa lớn đã diễn ra ở thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Nhiều video và hình ảnh được đăng tải cho thấy cảnh nhà cửa và ô tô bị ngập nước. Do ảnh hưởng của cơn mưa lớn và nước dâng cao ở thượng lưu, hơn 10 tàu thuyền, gồm tàu cao tốc và tàu du lịch, đã bị dòng nước lũ cuốn trôi khi các tàu này neo đậu trên một đoạn sông ở thị trấn Tam Giang của thành phố Ba Trung. Trong khi đó, thị trấn Hưởng Than thuộc huyện Bình Xương bị ngập lụt nghiêm trọng. Nước lũ đã phá hủy tay vịn trên cầu Hưởng Than và mực nước tại đây đã đạt tới mức cao nhất trong 10 năm. Lực lượng cứu hộ đã tìm cách đưa những người dân bị kẹt ở vùng trũng thấp tới nơi an toàn. Tại thị trấn Tân Trường thuộc huyện Thông Giang, mưa lớn liên tục đã gây sạt lở đất đá và mực nước sông tăng lên. Từ 8 giờ sáng thứ Tư tới 16 giờ chiều thứ Năm, tại thành phố Ba Trung, lượng mưa ở 216 trạm đo đã vượt 50mm, 144 trạm vượt 100mm, 11 trạm vượt 200mm. Lượng mưa lớn nhất được ghi nhận tại thị trấn Vĩnh An thuộc huyện Thông Giang với 257,1mm. Theo cơ quan chỉ huy chống lũ lụt và hạn hán thành phố Ba Trung, tính tới 20 giờ tối thứ Năm, có 67 thị trấn tại nhiều huyện bị ảnh hưởng. Mưa lớn đã gây ra ngập lụt, ảnh hưởng tới 71.879 người và gây ra tổn thất kinh tế trực tiếp tới 108,9 triệu nhân dân tệ, khoảng 386 tỷ đồng. Thưa quý vị, quân đội Trung Quốc đã cho nổ một con đập để xả nước lũ khi nó đe dọa một trong những tỉnh đông dân nhất của mình. Sự việc diễn ra trong bối cảnh số người chết trong trận lũ này tăng lên tới ít nhất 25 người, số người chết tiếp tục tăng. Trung Quốc cho nổ tung đập để phân lũ. Việc cho nổ một con đập diễn ra vào đêm thứ Năm tại thành phố Lạc Dương, ngay khi lũ nghiêm trọng tràn ngập thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam, khiến người dân đang mắc kẹt trong hệ thống tàu điện ngầm, các trường học, căn hộ và văn phòng. Trong một cuộc họp báo, các quan chức tỉnh cho biết thêm 7 người khác bị mất tích, giao thông và các công việc đã bị gián đoạn trên toàn tỉnh. Mưa lớn biến đường phố thành dòng sông chảy xiết, cuốn trôi xe ô tô và tràn vào nhà dân. Ít nhất 10 chuyến tàu chở khoảng 10.000 hành khách đã bị tạm dừng, trong đó có 3 chuyến phải dừng trong hơn 40 giờ, theo tạp chí Caixin. Bộ Giao thông Vận tải cho biết một số đoạn của 26 đường cao tốc đã bị đóng cửa do mưa. Một vụ mất điện đã khiến các máy thở tại bệnh viện trực thuộc Đại học Trịnh Châu buộc nhân viên phải sử dụng túi khí bơm tay để giúp bệnh nhân. Hơn 600 bệnh nhân ở đây đang được chuyển viện. Trong khi đó, bão Infa đã suy yếu nhẹ vào sáng thứ Bảy trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương khi nó ảnh hưởng tới các khu vực của Nhật Bản. Dự kiến cơn bão này sẽ mạnh lên và có khả năng tấn công Đài Loan và các khu vực của Trung Quốc vào cuối tuần này. Trong những ngày gần đây, thành phố Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã phải hứng chịu tình trạng mưa lũ nghiêm trọng và thời tiết khắc nghiệt chưa từng có. Vì vậy mà sự quan tâm của dư luận nước này hầu hết đều đang tập trung vào tình hình tại đây. Tuy nhiên, cũng lợi dụng
tình hình đặc biệt này mà có không ít tin giả, tin đồn thất thiệt đã tung ra nhằm mục đích câu view, câu like, gây hoang mang dư luận. Dưới đây là một vài thông tin sai sự thật đã được chính quyền địa phương công khai đính chính. Vào tối ngày thứ Năm vừa qua, một đoạn video đã được lan truyền trên mạng xã hội xứ Trung với tiêu đề Cá sấu ở Thủy Cung, thành phố Trịnh Châu đã thoát ra ngoài. Có một số hình ảnh còn được cắt ra từ clip còn ghi lại cảnh cá sấu cắn một thi thể nữ chưa rõ danh tính. Tuy nhiên, qua xác minh, video và những hình ảnh nói trên thực chất ghi lại sự việc xảy ra vào ngày thứ Sáu ở Mexico. Theo đó, một phụ nữ tại đây đã bị cá sấu tấn công khi đang giặt quần áo bên sông và đã không may qua đời. Không khó để nhận ra rằng, ngôn ngữ xuất hiện trong video nói trên hoàn toàn không phải là tiếng Trung. Và ngay sau khi sự việc xảy ra tại Mexico, video này đã được lan truyền trên các trang mạng xã hội nước ngoài từ thời điểm đó. Cũng vào tối ngày thứ Năm, một đoạn video khác chỉ dài vòn vẹn 4 giây đã được lan truyền với nội dung khẳng định Thủy Cung Huỳnh Dương đã bị tàn phá nghiêm trọng, những con cá mập tại đây đã thoát ra ngoài và đang vùng vẫy trong dòng nước lũ ở trên phố. Tuy nhiên, qua xác minh, đây thực chất không phải là một đoạn video đã được đăng tải trên các trang mạng xã hội nước ngoài từ trước đó. Video gốc có tiếng Nga và có thời lượng 6 giây. Sau khi tra cứu số điện thoại xuất hiện trong video thì không khó để nhận ra sự việc này thực chất xảy ra ở Nga. Các thành phần tung tin giả đã sử dụng video nói trên để nhằm mục đích gây hoang mang dư luận Trung Quốc. Hạ lưu sông Hoàng Hà có một đoạn sông với lòng sông thậm chí còn cao hơn so với độ cao mực nước biển của Trịnh Châu. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không gây ảnh hưởng tới việc thoát nước của thành phố này. Trịnh Châu tuy ở ven sông Hoàng Hà nhưng lại được xếp vào vùng nằm ở lưu vực sông Hoài. Do địa thế đặc biệt, những con sông chảy qua đâu sau cùng cũng đều sẽ chảy ra sông Hoài chứ không chảy ra sông Hoàng Hà. Do đó, tin đồn sông Hoàng Hà gây ảnh hưởng tới công tác khắc phục tình trạng ngập lụt ở đây là sai sự thật. Thưa quý vị, vụ lở đất xảy ra sớm nay ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc đã khiến 100 người mất tích. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay hơn 100 người mất tích sau vụ lở đất xảy ra sáng sớm ngày thứ Hai vừa qua ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho hay khoảng hơn 40 ngôi nhà ở huyện Mậu đã bị phá hủy. Lực lượng chức năng đã ngay lập tức triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ. Theo chính quyền địa phương, vụ lở đất xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng thứ Hai theo giờ địa phương. Mưa lớn khiến đất đá từ một ngọn núi ập xuống làng Tân Ma. Những bức ảnh đăng trên tài khoản Twitter của báo People Daily cho thấy các xe ủi đất đang di chuyển những tảng đá đất lớn trong nỗ lực giải cứu người bị nạn. Vụ lở đất xảy ra ở khu vực miền núi nằm gần sông Dân, được biết đến với những thành trì đá cổ. Những khu rừng rậm rạp, những dòng suối và thung lũng, lở đất là mối đe dọa thường trực đối với những miền nông thôn và vùng núi ở Trung Quốc, đặc biệt trong thời kỳ mưa lớn. Đây không phải là vụ sạt lở đất nghiêm trọng đầu tiên xảy ra ở Trung Quốc trong năm nay. Hôm thứ Bảy, 12 người đã thiệt mạng khi 3.000 mét khối đất đá ập xuống sườn dốc phía sau một khách sạn 3 tầng ở tỉnh Hà Bắc. Kiều Đại Soái, 26 tuổi, nhà ở rìa làng Tân Ma, huyện Mậu, tỉnh Tứ Xuyên. Vợ anh là Tiêu Yến Xuân mới sinh con nhỏ, cậu bé Kiều Đạo Thuần hôm thứ Hai mới được 38 ngày tuổi. Khoảng 5 giờ 40 phút, Đại Soái và vợ nghe tiếng con trai khóc bèn tỉnh dậy kiểm tra và thay tã cho bé. Anh bỗng nghe thấy tiếng động lạ ngoài nhà. Tôi nghe như tiếng nhà sập, Đại Soái nhớ lại. Hai vợ chồng lập tức ôm con chạy ra ngoài nhưng không kịp, đất đá đổ xuống chôn vùi cả ba người phía dưới. Bé Đạo Thuần được y bác sĩ chăm sóc trong viện, Đại Soái và vợ bất tỉnh cho tới khi được nhân viên cứu hộ giải cứu lúc 6 giờ 50 phút. Tới 10 giờ hơn, hai vợ chồng và bé Đạo Thuần mới tới được bệnh viện, cả ba chỉ bị xây xước, không có vết thương nghiêm trọng. Khoảng 6 giờ sáng ngày thứ Hai, một phần của một ngọn núi ở Tây Tạng và khu tự trị dân tộc Khương, Tứ Xuyên sạt lở chôn vùi 40 ngôi nhà trong làng Tân Ma, khiến ít nhất 141 người mất tích. Chính quyền Trung Quốc đã điều động hơn 500 nhân viên cứu hộ và máy bay trực thăng máy xúc tới hiện trường lở đất.